Các con thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học câu thơ đầu tiên trong chương số 2, Kính trọng mọi người. Tên chữ Hán là xuất tắc đễ, nhưng mà có người thì dịch là biểu hiện người em, người thì dịch là kính trọng mọi người. Chúng ta cùng xem câu đầu tiên. Anh thương em kính anh. Anh em thuận, hiếu trong đó. Phép tắc người con cũng là giáo dục ngũ luân, giáo dục các mối quan hệ giữa người và người. Quan hệ ngũ luân là năm mối quan hệ giữa người và người đó con. Mối quan hệ cha con, mối quan hệ anh em, mối quan hệ vợ chồng, mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, và mối quan hệ bạn bè. Chúng ta sống trong cuộc đời này thì không nằm ngoài năm mối quan hệ này. Và hôm nay nhắc tới mối quan hệ anh em. Anh em là duyên phận. Chúng ta đến với nhau trong một gia đình là phải có duyên với nhau, chúng ta mới được làm anh em với nhau. Đây là cái nhân duyên rất là hiếm có, không phải dễ gì mà có được. Chúng ta cùng chung một cha mẹ, cùng bú chung một bầu sữa mẹ mà lớn lên, cùng được nuôi dưỡng trong một gia đình, cùng sống dưới một mái nhà, cùng nhận từ cha mẹ tình yêu thương đó, cùng chung một dòng máu. Nói chung là nhân duyên này vô cùng đặc biệt. Người xưa thì có rất nhiều các cái câu ca dao tục ngữ để nhắc nhở chúng ta phải có tình thân, tình anh em này. Ví dụ như là anh em như thể tay chân, anh em hòa thuận, hai thân vui vầy. Hay là anh em nào phải người xa, cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân. Thì chúng ta là anh em với nhau thì chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Giống như là tay trái và tay phải trên một cái thân thể, được sinh ra bởi một cái thân thể này. Nó cũng giống như là những cái nhánh cây trên một cành cây. Các con thấy cái nhân duyên này rất là hiếm có. Vì sao chúng ta lại không sinh ra trong gia đình khác, anh em với người khác, mà lại anh em với anh em của mình? Cho nên là đây là cái mối quan hệ rất là đặc biệt, và chúng ta thực hiện cái hiếu thảo cha mẹ ở chính trong mối quan hệ này. Đó là anh thì phải thương em thì phải kính anh. Ngày xưa cũng dạy chúng ta là anh em mà bất hòa, bạn bè cũng vô ích. Cho nên chúng ta muốn kết giao với bạn bè, hoặc là chúng ta muốn kết thân với một người nào đó, thì các con hãy xem cái người đó họ có yêu thương anh em của họ không. Và ngay trong cái tình anh em của họ, tức là tình máu mủ của họ, mà họ còn không thương nhau được, thì đối với chúng ta, các con chơi với họ, ta cũng phải dè chừng. Cái mối quan hệ này không phải là dựa trên cái tình nghĩa, mà có thể là nó được xây dựng bởi lợi ích, bởi lợi hại. Có tiền có bạc thì còn bằng hữu, hết tiền hết bạc thì cũng hết tình cảm, gọi là trọng tài khinh nghĩa. Cho nên là chúng ta phải hết sức cẩn thận, phải lựa chọn bạn, phải chọn cái bạn nó biết yêu thương anh em của nó. Anh em chúng ta phải yêu thương nhau. Anh em cũng có nghĩa là cả chị em nữa con nhé. Anh em chị em mà biết yêu thương nhau thì chính là hiếu thảo đối với cha mẹ. Ở trong cái chuyện xưa cũng có một cái câu chuyện nói về cái tình cảm anh em này. Đó là câu chuyện của nhân vật nào, các con có nhớ không? Của một vị quan có tên là Lý Tích. Lý Tích mà thương chị, mà chị bị ốm này,
Nhưng lúc này là hai chị em cũng đã nhiều tuổi, chị bị ốm mà ông này thì vẫn làm quan. Thế thì ông mới xin về nghỉ để chăm chị, nấu cháo chăm chị. Mà ông thổi lửa thì cháy cả râu các con. Thế người nhà mới bảo là sao rất nhiều người phụ việc như thế mà sao không nhờ người ta, bảo người ta làm cho, sai khiến người ta làm cho mà mình lại phải làm. Thì ông mới nói là cái nhân duyên chị em với nhau rất là khó, mà được chăm sóc chị là niềm vui. Cho nên là cái cơ hội mà chị em ở với nhau cũng không được lâu, cho nên ông phải tranh thủ cái cơ hội này để chăm sóc cái tình cảm chị em như thế. Hay là Việt Nam chúng ta thì trong Luân lý giáo khoa thư cũng có kể lại câu chuyện, đó là anh em họ Điền, tức là gia đình này rất là yêu thương nhau. Cha mẹ trước khi mà qua đời có dặn các con là các con phải sống yêu thương hòa thuận lẫn nhau. Thế thì ba anh em ở chung với nhau thì rất là đoàn kết. Thế rồi thời gian trôi qua thì hai người anh lấy vợ, trong gia đình là có thêm hai cô con dâu nữa. Thời gian tới nữa là người em cũng lấy vợ, thêm một cô con dâu thứ ba. Thế là gia đình này có 6 người ở cùng nhau. Và các con biết là cái cô con dâu thứ ba ấy, khi mà lấy chồng về ở nhà chồng, do mình là em út cho nên là cũng phải chịu thiệt thòi nhiều thứ, thì người vợ này không chịu, mới bảo với chồng là bây giờ xin hai anh để cho chúng ta ra ở riêng, phân chia tài sản ra ở riêng, chứ ở thế này tôi không chịu được. Thế người em mới nói rằng là khi bố mẹ qua đời là có dặn là không được ở riêng, anh em là phải ở cùng nhau, phải đoàn kết, phải bảo bọc, phải yêu thương nhau, không được ở riêng. Thế nhưng mà vợ không chịu, cứ nói đi nói lại dù gì bên tai mãi, rồi cuối cùng người em cũng phải nghe lời. Thế xin phép người anh thì người anh rất buồn các con, khuyên nhủ em chú và tím dâu mãi không được, cuối cùng phải ngậm ngùi chia gia sản để cho người em ra ở riêng. Thế thì chia hết rồi nhưng mà còn một cái cây to ở trước nhà, không biết chia kiểu gì, ba anh em cứ bàn bạc như thế cũng không xong. Cuối cùng là mới nghĩ ra là thôi thì ngày mai đốn cái cây này xuống rồi chia ra làm ba phần. Bây giờ đã muộn rồi, thôi ta đi nghỉ. Các con biết là đi nghỉ thì chỉ có qua một đêm thôi mà đi ra, nhưng mà đốn cây để chia nhau thì nhìn lên cái cây nó đã chết khô mất rồi. Nó ghi lại một cái câu chuyện như thế. Người anh mới ôm lấy cái cây khóc các bạn. Ôm cái cây khóc thật to. Người em mới rất là ngạc nhiên, cũng không hiểu vì sao anh lại khóc. Sao anh lại khóc thế? Thế người anh mới bảo là khi cha mẹ còn sống nhắc nhở anh em chúng ta phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau, không được chia gia sản, không được ở riêng. Thế hôm qua ba anh em mình ở đây này bàn cái việc mà chia gia sản thì cái cây nó cũng nghe thấy, cái cây nó cũng nghe thấy mà nói là cái cây mà phải phân chia ra để mà chia cho ba anh em mình nó cũng không chịu được, mà nó phải chết khô thế này. Đấy, ngay cái cây là giống thực vật mà nó còn cảm nhận như thế. Cũng hồi chúng ta là anh em với nhau mà lại đỡ chia lìa hay sao? Anh nghĩ anh cũng không bằng cái cây này nên anh khóc. Thế ba anh em được nhắc nhở như thế thì ôm nhau khóc ra không? Và hứa với nhau là nhất định dù thế nào thì không chia tay, không chia gia sản, không ra ở riêng. Có một cái câu chuyện nó như thế để nhắc nhở chúng ta. Anh em với nhau mà yêu thương, kính trọng lẫn nhau thì không chỉ là giữ gìn cái hòa khí trong gia đình. Người xưa nói là hòa khí sinh tài, gia hòa vạn sự hưng.
mà chúng ta còn thể hiện được cái tâm hiếu thảo của chúng ta đối với cha mẹ. Nhưng mà để anh em hòa thuận được với nhau thì chúng ta nhớ cái nguyên tắc là anh thì phải thương em, phải yêu thương em mình. Em mình là nó sinh sau mình thôi. Chúng ta sinh trước, em sinh sau, thì chúng ta phải thương em bởi vì nó bé bỏng, nó nhỏ hơn mình. Nhiều cái nó ngây dại, nó không biết thì mình phải thương nó. Thầy vẫn nói với mọi người đấy, em nó dại, càng dại mình phải càng thương nó. Chứ nó khôn thì mình thương ít, nó dại thì mình phải thương nhiều. Đặc biệt nếu mình là anh, là chị, thì mình phải thay cha mẹ để mà dạy em mình. Mà muốn dạy em thì mình phải làm được tấm gương tốt thì mình mới dạy được. Chứ có nhiều khi anh em với nhau mà em nó còn ngoan hơn cả mình nữa thì chúng ta dạy làm sao được. Mình muốn làm gương cho nó cũng không làm nổi, bởi vì nó rất là tốt thôi. Đấy là những cái hoàn cảnh như thế. Còn nếu như chúng ta học tập cùng với em mình thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực hơn em để làm gương cho em mình. Và anh em với nhau mà để mà nhắc nhở nhau rất khó, bởi vì chỉ lớn hơn nhau có vài tuổi. Nếu mà chúng ta không thực sự có đức hạnh thì em nó không phục đâu các con. Cho nên nếu như chúng ta là anh chị thì các con phải cố gắng hơn rất nhiều, phải nỗ lực hơn nhiều, phải thay cha mẹ để dạy dỗ em, nhắc nhở em, phải thương em, chứ không được thường quát tháo, đánh mắng em một cách gọi là tùy tiện là không được. Thầy còn nhớ khi mà thầy còn nhỏ, nhà thầy có hai anh em, thế là ở nhà trông em. Có một lần đấy, thầy nhớ một lần rất là ấn tượng, ngày đấy thầy cũng còn nhỏ. Thế là ở nhà trông em thì cũng làm anh thì cũng lớn hơn em có mấy tuổi, thầy lớn hơn 5 tuổi, còn mải chơi. Thế là mải chơi quá thì em nó đi tìm bố mẹ mà thầy không biết. Thế là loanh quanh một lúc thì quay lại không thấy đâu cả. Hết hồn hết vía, bởi vì nhà thì lại gần cái hồ nước rất to các bạn. Không biết là nó có chạy nhảy xuống hồ không. Lúc nào bố mẹ cũng nhắc là phải trông em, không được để em đi xuống hồ. Thế là thầy thì thầy rất sợ, không biết là nó đi đâu. Đi tìm một vòng thì trước tiên là chạy xuống hồ tìm, thì thấy hồ vẫn đang còn trong, không có chỗ nào đục cả, thì cũng thấy yên tâm. Thế là chạy ngược lên đường trên thì đi tìm. Thì may quá khi thầy chạy lên thì nó đi cạnh nhà khoảng 500 mét, đang đi lên trên đồi. Thì hỏi đi đâu đấy, bảo đi tìm bố mẹ. Thế là thầy mang về thầy đánh cho một trận. Đánh cho một trận thì nhìn thấy cái bàn tay bàn chân của em nó nhỏ quá thì bắt đầu là thương nó. Thế là khóc, hai anh em cùng khóc. Đây là cái kỷ niệm mà thầy thi thoảng thầy cũng kể lại cho các bạn. Mà từ bé cho tới lớn là thầy đánh lần đấy là duy nhất. Còn lần thứ hai mà đánh em là cái lần mà thầy đi học chuyên nghiệp về nhà, nó nói một cái gì đấy hỗn ấy, thế là thầy vỗ cho một cái thật đau vào lưng. Lúc đấy là bạn ấy cũng là trưởng thành rồi đấy. Vỗ xong rồi thầy cũng thấy sợ, và nó lớn thế này nhưng mà đánh lại cho cái thì sao. Thế nhưng mà không đánh, cũng không dám nói gì. Phải nói là từ bé cho tới lớn là anh em chưa có cãi nhau bao giờ. Có đánh em thì chỉ có thầy đánh em, bạn ấy không có cãi lại. Thực tế là rất là thương em. Học văn hóa truyền thống thì cũng không học, cho nên nhiều cái bạn ấy ứng xử cũng chưa được tốt. Nhưng mà thầy luôn luôn thầy nghĩ rằng là em nó dại thì mình phải thương nó, mình phải làm gương cho nó còn tốt hơn. Thì các con cũng thế, chúng ta cũng có là anh là chị. Em mình nó khôn ngoan thì chúng ta thương ít, chúng ta cũng thương em. Nhưng mà nếu mà nó dại hơn thì chúng ta phải thương nhiều. Không được ganh tị, không được đố kỵ, không được tranh hơn tranh thiệt với em là gì. Phải nhường, biết nhường em. Hôm qua thầy nói đấy, chữ kính này chính là nhường. Trước tiên anh chị phải biết nhường em. Còn nếu như chúng ta là em mà được anh chị yêu thương thì chúng ta cũng phải biết trân trọng. Anh chị nhường mình thì mình lại đừng có đành hanh. Người ta thương mình thì mình phải biết điều.
chứ mình lại đành hành mình lại hơi tí là hét toáng lên, xong là hơi tí thì là mách bố mách mẹ, vậy là mình không biết điều. Anh thương mình thì mình phải càng kính trọng anh, nhưng ở đây thầy muốn nhấn mạnh cái vai trò của người anh, người anh người chị, chúng ta phải hết sức là làm gương cho em mình. Đấy, chúng ta thấy em mình nó vẫn còn đành hạnh, vẫn còn chưa hiểu chuyện thì chúng ta càng phải thương em hơn, mình phải càng làm ra tấm gương tốt để nhắc nhở em mình nó mới nghe, để biết thương em như thế. Thì anh em mà thương nhau thì bố mẹ rất vui, cho nên mới nói là anh em thuận hiếu trong đó, bố mẹ mới yên tâm vì chúng ta được. Thì hôm nay cái câu thơ này thầy chia sẻ đến đây, mai có thời gian chúng ta tiếp tục nói chuyện tiếp về cái chủ đề này. Chúc các con có một ngày thực hành phép tắc người con thật tốt nha.